Ok, tắt bên máy tính này. Đây là một trong những dòng sản phẩm main máy tính. Ok, các bạn xem. Đây là main máy tính của dòng Asus. Đây là của dòng G41. Cho các bạn là lắp chài để sử dụng văn phòng. Nói chung là mình nghĩ là sử dụng chuyên game hay các kiểu thì những main này nó không phù hợp rồi. Mà main này sử dụng cho cái mục đích là văn phòng các kiểu. Và máy này có hỗ trợ socket là 11 socket là 775 và hỗ trợ RAM 3 nhé các bạn nhé, RAM 3. Main này nó vẫn còn khá là cũ nhưng mà về cái giá tiền của nó ấy, main này cũng do nó trong quá trình nó đã được sử dụng rồi cho nên là nó nhìn nó khá là cũ rồi. Thì đa số những main này thì đã qua sử dụng rồi bởi vì nó không được sản xuất nữa, end of life rồi. Nhưng mà đối với anh em mà lắp mà sử dụng những cây bình thường với giá tiền cực kỳ rẻ thì những main này thì nó vẫn còn có tác dụng cho chúng ta quá trình chúng ta sử dụng. Đây là lần test cái cấu hình main. Bạn nào cần những dòng sản phẩm main H61 hay là những dòng sản phẩm những main socket 775 thì các bạn có thể alo. Và giá của em này ấy, thì nó là 400k cho một cái dòng sản phẩm main socket 775. Cái này còn tùy thuộc những dòng sản phẩm thuộc cái hãng Gigabyte, Asus, Alok, Bota hay là Intel thì nó sẽ có giá chênh lệch cao khoảng vài chục, được chưa? Đó. Main này thì nó là main nó cũ, thệ cũ trước đó cho nên là nó còn có cái chỗ vi xử lý của cái phần chipset bắc, dạ bắc. Còn đây là chip vi xử lý main core của G41 này. Chipset bắc là nó kiểu như nó xử lý cả hình đó, dạ. Nó chưa tích hợp cả hình như là những vào vi xử lý của CPU như là những main đời cao hơn như là H61 trở lên, dạ. Bốn cổng SATA.